kể xem thế nào. Nó mùi đã. Còn cần thứ ba nhé mọi người nhé. Cần ra sao ngoài kia, em một cần ra ngoài tí ngoài đây nha. Đây nha mọi người nha, đấy câu sườn đá. Tôi vừa thu cần thay lại mồi này, cần cước thoáng này, chỗ tôi gọi là câu cần ống mọi người nhé. Tôi cắm cần xa bên kia thì ở đây vẫn quan sát được cá ăn là nó sẽ giật dưới cần mọi người biết. Kiếm cần nữa, làm cần nữa. Đây nha mọi người nha, xem nha. Đây là ống cước mới này. Tôi sẽ thả cần từ xuống. Thả mồi xuống nha. Xa hơn xem thế nào. Cần tôi cắm bên này đấy là 4 cần rồi. Cái cần ở đồ gành ngoài kia là khó nhìn, mắt thường thì nhìn được nhưng mà trong camera khó nhìn.
cần ạ. Rồi cứ thả thế thôi, chờ chờ cá ăn. Đang còn cái bộ ống câu này nè, nhưng khả năng làm thế thôi, làm 4 cần thôi, không câu thêm cần nào nữa. Mình tắt máy nhá, chào mọi người nhé. Thì lúc có được cá mình sẽ quay cá sau. Mọi người xem cần này nhá, dính câu rồi nhá, dính cá rồi đây. Lấy nó rồi lăn lăn cả ống xuống nước à, xuống bờ. Đứt cả dây. Đứt dây mọi người ạ. Được một con cá chép vàng. Cước này cước không thua. Với giật phát đứt luôn. Được một con đây mọi người. Cá chép vàng nhá. Ăn mà nó không giật, cứ giạt cước vào gần bờ. Đâu nhà mình không biết. Lúc nãy định nhấc lên để thay mồi thì lại thấy. Đấy. Hai con. Lúc nãy là được cái con cá chép này là cước quá là nó lại đứt quá, cước kia cước thoáng. Đấy, cần đấy em thiết kế để hôm sau để đi câu mương. Này lại dính lên chép. Được có hai con rồi. Em chuẩn bị thu cần để về này. Đấy, cảnh nha, mời các bác ngắm cảnh nha. Này câu cái ống mà lúc nãy đứt cước, bây giờ em thay bằng ống khác. Ống đứt cước đây này. Cước thoáng bé tí. Này, sợi cước. Sợi cước bé tí này. Đấy, rồi các bác ngắm cảnh tạm nhé. Cái đèn tuần thì nước ở đây trong vắt, nhìn thấy đáy luôn. Đoạn đây lớn bồi phù sa, bồi lấp, chỉ có dọc dọc sát mép bên này là còn sâu này, vì là nó theo cái lượn của dòng chảy nên nó hút hết ngay. Cát đi, nó trôi cát đi. 4 cần ra thu dần thôi. Đấy. Ở ngoài kia có 2 cần nha các bác nhé. À, xin chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người các clip khác nha. Đây cảnh núi Lát này, này mọi người. À, xin chào. Hẹn gặp lại. Mong mọi người tiếp tục bấm theo dõi ủng hộ kênh nha. Kênh Tuân Vùng Cao. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.